Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ký quyết định số 997/2023 thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, tổ phó là ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và 8 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Theo quyết định 997 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ rà soát tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan. Tổ cũng đôn đốc giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn, đồng thời đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền. Định kỳ hàng tháng hoặc trong trường hợp cần thiết, tổ công tác sẽ có báo cáo nêu rõ. Tiến độ thực hiện, hướng xử lý vụ việc nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.